Đầu tháng 3 năm 2022, bà Giang Thế Nữ, trú phường Cam Lộc, thành phố Cam Ranh, được một tài khoản Facebook có tên Wilson nhắn tin làm quen. Ngày 12 tháng 3 năm 2022, người có tài khoản tên Wilson nhắn tin với bà nữ, nói rằng có gửi một phần quà từ Hồng Kông về cho bà nữ, bên trong có 3,8 triệu USD và một số tài sản có giá trị khác, có chụp hình gửi cho bà nữ xem, rồi nói với bà nữ khi nào có hải quan gọi điện đến thì nhận. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2022, có người gọi điện cho bà nữ tự xưng là nhân viên hải quan sân bay Tân Sơn Nhất và nói có thùng hàng gửi về cho bà, yêu cầu bà đóng tiền thuế quan thì bà nữ đồng ý. Sau khi người này gửi số tài khoản, bà nữ đã chuyển vào tài khoản trên tổng cộng 5 lần với tổng số tiền hơn 297 triệu đồng nhưng vẫn chưa nhận được hàng. Nghi ngờ bị lừa, bà nữ đã đến công an trình báo. Tôi thì nói thì tôi không có nhận đâu, mấy quà đó tôi không có nhận, tại tôi lót cần đâu. Thì ông nói thì là nếu mà không cần thì là coi nhận nhầm lên, ông sẽ về làm thì ngập tôi nhận lại món hàng. Thì mình nghĩ là thì là coi như mình thì không có nhận hàng nhưng mà mình giống kiểu mình giúp bạn thôi, như vậy á. Tại mình thì đã bỏ số tiền nhiều rồi, chẳng lẽ còn mấy ngày thì mình cũng lâm được vậy á, ý nói vậy á, bởi vậy mình giống kiểu giúp tới chót vậy á. Vào cuộc điều tra truy xét, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an thành phố Cam Ranh xác định nhóm đối tượng này đang hoạt động ở Campuchia. Đến ngày 24 tháng 7 năm 2023, nắm được thông tin một đối tượng trong nhóm lừa đảo đang trở về Đắk Lắk để làm căn cước công dân, công an thành phố Cam Ranh đã khẩn trương tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Đối tượng được xác định là LTG, 23 tuổi, trú thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Quá trình đấu tranh thì đối tượng rất là ngoan cố, không thừa nhận các hành vi và sử dụng rất là nhiều cái thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Trong đó là có việc là xóa dữ liệu điện thoại, đồng thời là không cung cấp các thông tin liên quan đến đối tượng hoạt động và không khai báo về mình đã những cái địa điểm mà đối tượng đã ở. Qua quá trình sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp những bằng chứng, chứng cứ đã tích lũy thu thập được trong hơn một năm là xác minh theo đối tượng, thì đối tượng đã phải thừa nhận hành vi và khai báo về hình thức hoạt động và những cái vụ việc đối tượng gây ra trên địa bàn thành phố Cam Ranh. Tại cơ quan công an, LTG khai trong thời gian ở Campuchia thì có quan hệ tình cảm với một người đàn ông ngoại quốc tên John Smart. Các đối tượng sau đó đã bàn bạc lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người phụ nữ ở Việt Nam. Nhóm này gồm 4 người, trong đó mỗi người sẽ phụ trách một khâu, từ việc tìm kiếm con mồi đến việc giả làm những người đàn ông đẹp trai, giàu có để kết bạn làm quen. Để dễ dàng đưa các con mồi vào chồng, các đối tượng này đã đưa ra những món quà hết sức hấp dẫn như đô la, vàng, trang sức quý giá. Nhưng để nhận các phần quà này, người nhận phải đóng các loại thuế phí. Riêng đối với đối tượng giờ, được phân công giả làm nhân viên hải quan, gọi điện yêu cầu các con mồi đóng tiền để nhận quà. Tất cả các cuộc gọi đều được các đối tượng lên kịch bản trước. Sau khi nhận được tiền của nạn nhân, các đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc. Trước khi em gọi thì em sẽ có một cái kịch bản của do bên John Smart tạo ra. Thứ nhất á, em sẽ hỏi là có một cái kiện hàng từ bên nước ngoài, từ người Wilson đó gửi về. Thì người ta bảo đúng thì em mới nói là cái giờ cái hàng đó đã về tới sân bay Hồ Chí Minh mình rồi. Thì vui lòng chị thanh toán với cước để bên em nhận chuyển hàng. Sau khi bà đó chuyển rồi thì John Smart sẽ đưa em kịch bản lần 2 và yêu cầu em gọi lần 2 cho bà đó. Cậu em gọi cho bà là 297 triệu ạ. Hiện công an thành phố Cam Ranh đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với LTG để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Thông qua vụ việc này, cơ quan công an cảnh báo người dân không nên tin vào những lời mời làm quen, tặng quà trên mạng xã hội và tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay chuyển tiền cho những đối tượng không rõ lai lịch. Bên cạnh đó, cần thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo lừa đảo trên các phương tiện truyền thông để kịp thời nắm bắt, tránh những thiệt hại đáng tiếc.